tới 3 giờ sáng rồi giờ. Nói chị là 6 người rồi đúng không? Em sợ đứt dây rồi. Đúng rồi, miền Tây đi cầu khỉ không à? Đi cầu khỉ. Hồi đó thì nhỏ đi học đi cầu khỉ. Sáu rồi. Dễ quá đúng không? Quá dễ. Rồi chỗ tiếp đi. Đây chỗ tiếp đi. Này bị giữ nữa nè. Cái này là sức mạnh đó nè. Đi ba đi đầu mà dẫn con. Không sao đây dư sức rồi, cứ đi đi. Rồi, di chuyển luôn nè. Rồi, di chuyển luôn nè. Rồi, di chuyển luôn nè.